Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Mới Mỗi Ngày. Chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin nóng nhất có trong ngày. Mối tình đầu cũng như duy nhất tính đến thời điểm hiện tại của Tiêu Chiến là khi anh chàng còn là sinh viên kiến trúc. Những hình ảnh hẹn hò giữa ngôi sao Trần Tình Lệnh cùng với tình đầu từng bị cư dân mạng bóc trần. Nhìn ảnh có thể thấy Tiêu Chiến rất yêu cô gái này. Nếu không, anh sẽ chẳng tặng nhẫn cho bạn gái của mình. Nhưng mối quan hệ này không kéo dài, bởi vì sau khi bạn gái của Tiêu Chiến tốt nghiệp, cô đã chọn ra nước ngoài du học. Trong hoàn cảnh như vậy, nhiều cặp đôi đã quyết định chia tay, và điều này cũng xảy ra với Tiêu Chiến, cả hai lựa chọn đường ai nấy đi. Có lẽ vì sự chia tay bạn gái sẽ khiến cho Tiêu Chiến buồn bã một thời gian dài, nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục hướng về phía trước. Chẳng ai có thể ngờ rằng chàng sinh viên kiến trúc thất tình năm nào lại thành một ngôi sao hạng A nổi đình nổi đám như ngày hôm nay. Thậm chí nhiều người còn cho rằng nhờ chuyện chia tay với bạn gái này mới giúp cho Tiêu Chiến được thành công như hiện tại. CNET để lại những bình luận như: may sao cả hai người họ chia tay rồi, nếu tiếp tục yêu nhau đến nay thì coi như giới giải trí chẳng còn cái tên Tiêu Chiến nổi như vậy đâu. Đã là nghệ sĩ lưu lượng, ai lại dám yêu? Mất lòng fan thì coi như mất tất cả sự nghiệp. Cũng đúng, giả sử như anh ta đóng phim đam mỹ, nếu ngoài đời có bạn gái, fan biết thì bỏ chạy không kịp. Một quyết định chia tay sáng suốt nhất mà tôi từng được nghe thấy, mất người yêu nhưng có sự nghiệp và thành công chói sáng. Đã vào giới giải trí, đi theo con đường thần tượng, thì buộc nghệ sĩ phải độc thân, bởi lẽ fan hâm mộ không muốn dâng tiền ủng hộ người đã là hoa có chủ. Chính Tiêu Chiến cũng từng nói rằng, trong showbiz, hẹn hò sẽ đồng nghĩa với thất nghiệp. Nam minh tinh cũng hiểu rất rõ quy luật ngầm này, có lẽ vậy nên anh chàng vẫn mãi độc thân yêu đời từ khi chia tay mối tình đầu. Là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất của Trung Quốc bây giờ, Tiêu Chiến có một lượng fan hâm mộ hùng hậu cùng nhiều dự án thành công về mặt thương mại. Tài tử liên tục đứng đầu bảng xếp hạng độ nổi tiếng tại Trung Quốc. Ít ai biết rằng trước khi đến với nghiệp ca hát, Tiêu Chiến từng là một nhiếp ảnh gia và là nhà thiết kế đồ họa. Sau đó, Tiêu Chiến tham gia một cuộc thi hát rồi lọt top 10 những giọng hát hay nhất Trùng Khánh. Nhờ thế anh dần dần dấn thân vào showbiz. Tiêu Chiến luôn nằm trong danh sách những ngôi sao quyền lực tại Trung Quốc. Tên của anh thường xuyên xuất hiện trên các bảng xếp hạng top thịnh hành của Weibo. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Mới Mỗi Ngày. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của Mới Mỗi Ngày.